Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách như thế này. Mẫu túi này thì các bạn có thể đựng điện thoại hoặc là một số phụ kiện nhỏ ở bên trong ha. Mình có làm nút thắt cho phần miệng túi của mình nó được nhỏ lại nè. Đựng phụ kiện vào bên trong xong mình có thể thắt lại ha, để cố định được sản phẩm ở bên trong. Họa tiết móc phần thân túi của mình nó sẽ tạo ra được các cái nút thắt to tròn như thế này ha. Những bạn nào mà không thích cái mặt này, các bạn có thể tạo cho mình một mặt có những cái đường bính lồi ra bên ngoài. Ở đây mình cũng có sẵn một mẫu nè, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hai mặt luôn ha. Cái đường bính của mình nó lồi ra bên ngoài nè. Để làm cái mẫu này thì ở đây mình sử dụng đó là sợi vải, và sử dụng kim móc của sợi vải là kim móc 8 hoặc là 9mm ha. Mình sẽ sử dụng kim 8mm. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Những bạn nào mà không có sợi vải thì các bạn có thể sử dụng cho mình sợi len cũng được. Sợi len ở đây có thể là sử dụng len mill hoặc là những loại len nhỏ. Và các bạn sẽ tiến hành chập lại cho mình nhiều sợi, cho cái sợi len của mình nó được dày ra nè, để mũi móc của mình nó có cái độ to ha, tạo cái độ to cho cái đường móc nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích dài 30 mũi móc. 1 2 Thì lưu ý cho mình cái xích đầu tiên, các bạn lưu ý móc lỏng tay thôi ha, để cho vừa khít với cái mũi móc mà mình móc tiếp theo. 3 4 5 Sau khi đã có được chiều dài của sợi len rồi, ta gấp đôi sợi len lại, thì mình sẽ ra được chiều cao của phần thân túi nè. Các bạn nếu mà muốn cái phần thân túi của mình nó ngắn hơn hoặc dài hơn thì các bạn có thể điều chỉnh cho mình cái xích đầu tiên này ha, sao cho phù hợp với chiều cao của thân túi. Từ đây lên hai mũi xích. Đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ 30, móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp tục di chuyển kim đến chân bên cạnh và cũng móc một mũi nửa kép, làm tương tự cho đến cuối hàng. Cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng các mũi nửa kép, gặp đôi lại thì được chiều cao của phần thân túi nè. Từ đây móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép vào chân móc ha. Khi đã có được mũi đầu tiên rồi, từ chân móc thứ hai cho đến chân móc thứ 29, các bạn sẽ để ý cho mình nè, để cho cái phần thân túi của mình nó có cái đường bính lồi lên, thì ở mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc đây, một đường móc bên trong và một đường móc bên ngoài nè. Thì cái hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở bên ngoài nha. Ta sẽ móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép và sẽ đâm kim vào chân bên ngoài để móc nè. Móc vào đây một mũi nửa kép, tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép, chân kế bên cũng tương tự một mũi nửa kép và chân bên ngoài, làm tương tự cho các chân móc còn lại ha, thì mình sẽ có được cái họa tiết bính lồi lên ở bên ngoài nè. Đây, họa tiết bính của mình như thế này ha. Móc tương tự cho đến chân móc thứ 29, chừa lại chân móc cuối cùng.
Mỗi chân mình sẽ có một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào chân ở phía ngoài để móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng á, nó sẽ tương tự giống như cái chân móc đầu tiên, là các bạn sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình không móc vào chân bên ngoài nữa ha. Thì đây sẽ là cái chân móc nè, móc vào đây một mũi nửa kép. Như vậy là mình kết thúc hàng thứ hai ha. Nó sẽ tạo ra một cái đường bính lồi ra nè. Đây. Để móc tiếp hàng thứ ba thì mình sẽ lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Mũi móc đầu tiên của hàng móc thứ ba ta sẽ móc vào luôn chân móc ha, móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại thì nó khác cái hàng móc thứ hai. Ở hàng móc thứ hai mình móc vào chân ở bên ngoài, thì bây giờ hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân ở bên trong nha. Để mình đưa cái đường bính nó nằm ở bên ngoài á, thì chân bên trong là chân này nè. Đây, các cái chân bên trong ha. Đâm kim cho mình lần lượt vào các cái chân móc kế bên. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng mình móc luôn vào chân móc ha, nó sẽ tương tự giống như chân đầu tiên. Chân đầu tiên và chân cuối cùng ta sẽ móc luôn vào chân móc nè. Sau đó sẽ làm thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và mình sẽ móc xen kẽ. Một hàng mình móc mũi ở phía ngoài thì hàng tiếp theo mình sẽ móc mũi ở bên trong ha. Nó sẽ xen kẽ tương tự như thế này. Thì lúc này mình sẽ được cái họa tiết trên cái phần thân túi của mình ha. Và từ đây ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi phần thân túi của mình nó có đủ cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được. Hàng này thì mình sẽ móc ở chân bên trong nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép ha. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc thì cuối hàng móc lên một mũi móc xích. Sợi vải của mình nó trơn thì cái mũi xích của mình nó sẽ không có cái độ thắt ha. Các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình thêm một xích nữa. Kéo và cắt len. Guốc cho mình sợi vải ha, kéo thật mạnh vào thì ta sẽ được một nút thắt như thế này. Như vậy là phần thân túi của mình nó đã có đủ cái độ rộng rồi ha. Đây, bề mặt phải của thân túi nó sẽ lộ lên các cái đường bính nổi nè. Hoặc là các bạn không thích cái mặt phải này, các bạn có thể lật cho mình phía sau ha. Thì phía sau nó sẽ tạo ra được những cái nút thắt như thế này ha, to và tròn nè. Thì mình có thể sử dụng cái mặt này để làm mặt ngoài của túi cũng được ha. Hoặc là mặt này đều được. Ta gập đôi phần thân túi lại, sau đó mình sẽ tiến hành móc nối ha. Ở cái xích đầu tiên của mình móc 30 mũi móc. Khi gập đôi lại thì mỗi bên sẽ là 15 mũi móc ha. Các bạn sẽ đếm cho mình đến cái chân móc thứ 15. Thì ta sẽ đâm kim vào chân thứ 15 nè. Đồng thời sẽ đâm kim luôn vào chân thứ 16 là cái chân của mặt đối diện ha. Hai chân móc song song như thế này. Sau đó đưa sợi mà mình móc viền ra phía sau ha, chừa cho mình một đoạn khá dài để mình giấu vào trong. Móc và kéo cái sợi qua chân móc. Móc lên một xích và đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp một mũi móc đơn. Khi móc nhớ giấu cái sợi thừa vào trong mũi móc ha. Tiếp tục đâm kim vào cái chân kế bên của mặt bên này và chân kế tiếp của mặt phía sau.
Tức là mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào đó một mũi móc đơn. Thì mình sẽ nẹp được hai bên tạo cái phần lòng túi ở bên trong ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối luôn. Ta cứ đâm kim vào hai chân song song với nhau và móc vào một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã nẹp được cái phần thân túi lại rồi nè. Mình sẽ có tổng cộng là 15 mũi móc như thế này ha. Nẹp tương tự cho mình cho đến hết. Như vậy là mình viền lại được một bên hông của thân túi và có 15 mũi móc đơn ha. Ở phía sau nè, ta có các cái sợi len thừa thì chừa ra cái sợi len thừa dài nè, khi mình giấu vào trong mũi móc nó sẽ không có bị tuột ra ha. Được một phần thân hông rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai tiếp. Tùy vào sở thích của mỗi người ha, các bạn có thể móc ngắn hoặc là dài cho cái phần dây quai của mình nè. Móc ngắn để mình đeo cầm tay hoặc là móc dài để mình đeo chéo qua người đều được ha. Ở đây mình sẽ móc lên 30 mũi móc xích cho cái phần dây của mình để mình đeo tay. 1 2 3 4 thì mình sẽ được một cái sợi dây cầm tay như thế này ha. Các bạn cũng có thể móc dài hơn để mình đeo chéo vào thân cũng được, hoặc là móc ngắn như thế này mình cầm sẽ dễ dàng ha. Sau khi đã được phần quai rồi thì từ cái phần dây quai này các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái thân hông còn lại. Thì cái phần thân hông còn lại nó đơn giản hơn nè, mình sẽ viền từ cái chân móc đầu tiên và mình không cần đếm mũi ha. Đây, chân móc đầu tiên của hai mặt trước và sau, móc vào một mũi móc đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại ha, cũng đâm kim vào hai chân song song và móc vào một mũi móc đơn. Phần dây quai của mình nó sẽ cố định như thế này ha. Các bạn sẽ móc viền tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã viền được đến cuối thì cuối mũi cũng là chân 15 và 16 của hai bên nè. Ta cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ viền lại được thân hông còn lại và tạo phần dây quai như thế này nha. Phần thân túi của mình sẽ hoàn tất, bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại. Để viền lại móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và cái phần viền này mình móc hai tiết sò ha. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên 4 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Vào cùng một chân móc ha. Tiếp tục kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Sau khi đã có được 4 mũi kép đơn vào cái chân móc thứ hai rồi thì mình sẽ hoàn tất cái họa tiết sò này. Ta bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời.
Đây, như vậy là họa tiết sò của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại, cũng bỏ qua một chân và móc vào chân kế bên 4 mũi kép đơn, tạo một họa tiết sò nè. 1 2 3 và 4. Hoàn tất cái họa tiết sò này thì tương tự bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Ta có được họa tiết sò thứ hai. Tiếp tục tạo một họa tiết sò thứ ba ha. Bỏ qua một chân và móc vào chân kế bên 4 mũi kép đơn nè. Kết thúc, bỏ qua một chân và đâm kim vào chân kế tiếp một mũi dời. Khi đã có được 3 họa tiết sò rồi, còn lại 3 chân móc cuối cùng ha, thì 3 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi dời để mình tạo cái độ thon gọn cho cái phần miệng túi. Thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời ha. Đây, như vậy là phần miệng túi của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè. Từ đây mình sẽ tiếp tục móc vào các cái mũi móc xích của phần dây quai, mỗi chân sẽ là một mũi dời ha. Chân thứ hai một mũi dời nè, chân kế tiếp một mũi dời, móc tương tự cho mình cho đến hết phần dây quai. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc ha. Thì sợi dây mình móc mũi dời nè, nó sẽ giúp cho phần dây của mình nó có cái độ dày, thì cầm nắm nó sẽ được chắc tay hơn ha. Khi đã hoàn tất được phần dây quai, thì phần dây quai của mình nó có cái độ dày, thì việc cầm nắm của mình nó sẽ được chắc tay hơn ha. Bên này mình dời qua 3 mũi móc nè, thì các bạn tiếp tục dời cho mình qua 3 mũi móc ở phần đối diện. Mũi dời thứ nhất nè, mũi dời thứ hai, mũi dời thứ ba và mũi dời thứ tư sẽ là cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái họa tiết sò ha. Ta dời lại được 4 mũi nè, thì ở cái chân móc thứ tư này mình sẽ bắt đầu móc họa tiết sò tương tự như cái phần thân hông bên cạnh. Đây, tương tự như vậy ha, mình sẽ có 3 họa tiết sò. Bỏ qua một chân móc vào chân kế bên 4 mũi kép đơn nè. Kết thúc họa tiết sò này, bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một mũi dời, sau đó sẽ móc tương tự cho đến hết ha. Đến cuối hàng thì đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi dời, kéo và cắt len. Sợi len thừa nè, các bạn sẽ tiến hành đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc, sau đó kéo sợi ra phía sau. Tiến hành giấu sợi này vào trong mũi móc. Sau khi đã giấu được sợi vào trong mũi móc thì mình sẽ tạo ra được phần viền của thân túi như thế này ha. Miệng túi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một đoạn sợi, sau đó luồn vào các cái chân móc của phần miệng túi nè, và mình sẽ tiến hành thắt lại ha. Bỏ phụ kiện vào trong rồi thắt lại nè, cho cái phần miệng túi của mình nó được xinh xắn hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi xách sợi vải như thế này ha. Các bạn không thích cái họa tiết trên thân trước thì cũng có thể lật cho mình ở bên trong ha. Và mình sẽ có một cái mẫu túi với cái họa tiết thắt bến lồi ra bên ngoài như thế này. Mẫu này các bạn có thể cầm đi dự tiệc hoặc là dạo phố đều được ha.
Chúc các bạn thành công!